nó hình thành lên, chờ nó đây khi hình thành lên mà cỡ như bự như trái kia chúng ta cắt ra nó sẽ bị đây này, chúng ta nhận dạng nó vào luôn này. Khi á, mà nước nó xâm nhập vào đây đây quý bà con, hệ thống tưới nước ha, một trong những hệ thống mà gọi là ở miền Tây thì thường bà con chưa làm hệ thống tưới nước á, thì hay tưới như vậy. Mình sẽ giải thích cho tất cả quý vị anh chị và các bạn sẵn ở đây, có bà con ở đây thì giải thích cho bà con cô bác anh chị ha, hiểu rõ cái vấn đề mà cái sơ đen khi mà chúng ta làm mít á. Đây sơ đen á, đây trái là sơ đen đó, đúng không chú? Đây của người ta chứ không phải của mình phải không? Cái vườn của người ta là tưới dày cũng vẫn bị sơ đen đúng không? Thì cái sơ đen là rất là nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chúng ta muốn khống chế nó ngay từ đầu, có nghĩa là chúng ta hạn chế được nó nhiều nhất có thể, có nghĩa là muốn cho nó ngừng lại á, cái sơ đen. Thì cái sơ đen á, là nguyên nhân này này là thường thường bà con để ý á, là mùa mưa á, là nó hay bị ha, còn mùa nắng nó ít bị. Tại sao? Tại mùa mưa thì có nước nhiều. Còn bây giờ á, là cái vườn này là chúng ta đang tưới bằng cái ghe mà chúng ta tưới như vậy á, thì con giải thích cho chú vậy này. Đây đây là cái giai đoạn mà bây giờ bẻ trái này, bẻ bỏ này, trái này này đang cái giai đoạn mà hình thành như vậy. Khi mà chúng ta tưới cái nước chúng ta tưới phủ từ trên tán lá chúng ta phủ xuống, thì đây là cái môi trường rất là thuận lợi cho nấm khuẩn nó xâm nhập. Mùa nắng tưới vậy nó ngon. Chú vẫn quyết định là tưới như vậy. Thì đây là con chỉ chia sẻ chú, còn cái mình khắc phục nó tốt nhất thì nó như thế nào nha. Khi mình tưới qua tầng lá, đây có trái nữa ha. Khi mình tưới qua tầng lá là từ ở trên nó xả xuống thì nước nó sẽ ngậm vào đây, và đây là cái môi trường thuận lợi cho cái con vi khuẩn á, nó xâm nhập vào. Đó, cái con vi khuẩn nó xâm nhập vào thì đây nó ướt như này, vi khuẩn nó xâm nhập vào. Chú để ý đi, vào mùa mưa á, thì thường thường tất cả các vườn khác và cả đồng bằng sông Cửu Long luôn, cả ở miền Đông luôn, thì vào mùa mưa rất là ít bị sơ đen ha. Về cái quản lý nước chúng ta đồng ý với bên vườn này là họ đi nước như này nó có hạn chế. Còn cái vườn của chú thì con nói là chú cái khắc phục cái này là bằng cách nào đấy, chúng ta phải tưới là tưới quanh cái tán lá dưới đất thôi, đừng có để nước mà nó phun trên cao như này, nó đụng vào cái trái thì trái chúng ta rất là dễ bị sơ đen tấn công. Đấy, sơ đen là do là nấm khuẩn, chủ đạo là nấm khuẩn nó xâm nhập vào. Cái môi trường thuận lợi của nấm khuẩn á, là gì? Là nước. Riêng cái trái này nè, trái này bây giờ trái này là sơ đen chắc cứu luôn 100% này nha quý bà con. Cái này á, là chắc cứu 100%. Khi á, nó hình thành lên, chờ nó đây khi hình thành lên mà cỡ như bự như trái kia chúng ta cắt ra nó sẽ bị đây này, chúng ta nhận dạng nó vào luôn này. Khi á, mà nước nó xâm nhập vào đây ha, thì cái môi trường thuận lợi nó là phá vỡ cái niêm trạng ở đây, nó phá vỡ cái màng tế bào ở đây, thì con vi khuẩn xâm nhập vào. Và chúng ta nhìn vào cái gai này, bà con nhìn thấy y như cái hàm răng của chúng ta là răng xéo ha. Đây, một cái chồi cao, một cái chồi thấp cứ sát bên cạnh, và cái tay chúng ta để vào đây là chúng ta thấy nó có hiện tượng á, là nó cộm ha, quay cái trái mít xung quanh. Trái này là chắc cứu 100% luôn là sơ đen nha bà con nha. Cái này là cầm cái kéo cắt luôn để cái trái trên thì không bị, cái trái trên không bị. Còn trái bên này là dạng như nó gần, nó đụng nước ấy. Đây cái kéo qua, em rút ra giùm anh đây. Bây giờ cắt ra là nó không nhìn thấy đâu, nhưng mà trái này chắc cứu luôn, cắt lên cho nó khỏi một. Đây. Hả chú? Đây này, mình quan sát. Chú để cái tay vô chú nhìn thấy không? Mình quan sát nè ha, lớn ra nhỏ, lớn ra nhỏ. Khi mình tưới nước á, tưới nước vô á, nó làm cháy hết nó này, nó sẽ làm cho cái khúc bên trong này là không sao nha, mà khúc bên này này, ngoài này này, đấy, nước nó xâm nhập vào đây, nó làm cho cái nõn ở đây nó bị xâm nhập vi khuẩn vô. À, chú nhìn thấy này, chỗ đây đầu gai này, nó nhìn vô nó không đồng đều, nhưng y như một cái hàm nó không đều đầu gai, cái bắp mà xéo lại á. Cắt ra thì bây giờ chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta cứ hình tượng này, chúng ta cứ cắt ra thử đi. Bây giờ giai đoạn này không thấy được đâu. Sơ đen nó có rất là nhiều dạng sơ đen ha, sơ chỉ. Cắt bây giờ là không nhìn thấy được đâu. Chưa thấy đâu. Đó, tình trạng này là cũng bị muối, thiếu muối nữa. Đây, bị lép. Đây, nhìn thấy nhìn nó dính đất. Đây rõ ràng cái khúc đây này, đây là nhìn thấy rõ nhất này. À, sát cái màn hình vô một cái. Thế nên á là ở đây là con chia sẻ cho chú cái kỹ thuật mà khi mình hạn chế nhất nha. Chứ có một cái chiều nữa mà ông chú Kiệt với chú Lép hôm qua là ông làm cũng rất là thành công, thì cái này chia sẻ chú luôn. Chú lấy bùn non đắp á, đất á, chú đắp vào đây. Có thuốc gì không? Cái này không cần. Ha, đất sét á thì trước khi là mình xịt siêu áo giáp trước hết. Nha, chú xịt cái chai siêu áo giáp á, chú xịt trước hết, xong rồi á là lấy đất non á đắp vô đây, đắp vô. Ừ, có nghĩa là siêu áo giáp siêu đen gì đó là chú xịt hết toàn bộ hết, xong rồi lấy đất đắp vô đây, bảo đảm với chú không thúi và không bị. Là cái ấy hơn là một alcohol không? Không, cái chai siêu áo giáp chỗ ông Diễm á. Tại ở trên đây con không cầm theo, tại chú không có hỏi đó. Cái chai siêu giáp xanh xanh á, thì xuống cho hỏi anh Diễm là cái chai siêu giáp. Lúc nhỏ hay lúc lớn vậy? Bây giờ cái lúc vậy là chú làm rồi, được rồi nè. Còn lúc nhỏ chú vẫn làm cũng được, có nghĩa là khi chú tiện trái xong rồi cho nó ngậm phân hết rồi. Dạ đúng rồi. Đó, nó xịt hết, nó xanh trái hết. Và cái chỗ này là nó khỏi nứt cái màu. Nứt cái màu là nó mất đi cái giá. Đó. Dạ đúng rồi, lắp sình đắp vô. Này, cái trái này như cái dạng này nè, dạng này là chúng ta cho đi nuôi trái rồi, được rồi này. Chúng ta đi phân ở dưới đó chúng ta nuôi trái ha. Rồi xịt thằng siêu áo giáp với mixer đen để nó xanh trái, cũng như là quản lý nấm khuẩn sau này khỏi bị bể đầu gai, nó hỗ trợ nha. Rồi chú trét cái đất ra trên này, đó là cái chiêu của bà con á. Trái lúc này đã nó có làm được rồi nè, hỗ trợ này. Đây nè, những cái trái như vậy này rất là, khi mà nước chúng ta tưới từ dưới chúng ta tưới lên á, rất là dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Và cái giai đoạn đặc biệt là cái trái mà đang hình thành cái bông, đang hình thành bông như mới nãy con nói đó, thì chúng ta là quản lý một cách là độ pH em đo thử coi. Chúng ta quản lý một cách là hữu hiệu nhất và đạt được cái năng suất nhất. Còn sơ đen á thì nó là nguyên nhân của nó là do là vi khuẩn tấn công, và cái cây chúng ta nó yếu về cái kháng thể. Chứ đồng ý với quý vị bà con cô bác là sơ đen á thì nó có thể là tưới á, nếu như chúng ta tưới dưới đây có vườn vẫn bị, nhưng mà bị với một mức hạn chế ít hơn. Đây. Không, nguyên nhân vì sơ đen nó có nhiều nguyên nhân và đây cũng là một nguyên nhân, nên là mình phải khắc phục nó nếu mình không muốn bị. Trái này ngon quá hả? Cành nó hơi yếu, anh để cành đó mà lên tới 20 kg là chịu gì nói. Vị trí chọn trái nói gì đó thì có thể giảm hạn chế thôi chứ còn không hết. Dạ đúng rồi, hạn chế. Mà con chỉ cho chú cái chiêu là nước đó mình quản lý á, làm sao cho nó hợp lý. Như trái mới nãy á, như trái này nó khác ha. Trái này hoàn toàn, trái này ok ha. Thấy không? Đi đen rồi. Go độ pH cái đấy theo nhiêu thứ đen. Cái này là chiếu tưới siêu phục hồi lại. Ừ. Dạ. Thì, chú ăn lứa trái cổ đầu hay gì vậy chú? Ừ. Có cây có cổ đầu thì có cây có được không? À, cái này tưới siêu phục hồi. Đang canh hả? Ngồi canh độ pH hả? Méo à. Giật méo trái luôn. Này chú trồng sẽ tiền. Chú trồng hơi kích nè. Trồng nói chung là cũng trồng hơi dày đó. Không, nó có nhiều cái nó dày nhưng mà nó cũng có ngay ngon. Có những loại nắng bị hư cây nữa. Ừ, nắng bị hư cây ha. Ra khúc bên này kiến thiết, khúc bên này thì trống trải, bên đấy thì nó hơi khít. Cái clip này là nó lớn rồi, nó 3 hàng, còn clip kia 2 hàng. Clip kia 2 hàng, clip này lớn hơn 3 hàng. Rồi nguyên cái vàng này đi cái bộ xô nuôi trái mít ha. Còn cái cây nào phục hồi á, thì chúng ta phục hồi thôi. Đây đang nuôi trái, cây đang nuôi trái là chúng ta đi cái bộ xô nuôi trái mít là 20 lít. Chúng ta pha chung với 4 gói humic Hoa Kỳ, 4 gói trico humic, chúng ta pha cho 8.000 đến 10.000 lít nước. Có nghĩa là một cái bộ như vậy á, là chúng ta tưới cho 8.000 đến 10.000 lít nước, gần như là chúng ta tưới được là số lượng 800 cây á. Chú bao nhiêu cây vậy? Cái này là 800 cây nè. 800 cây. Đó. Chúng ta đi cái bộ xô đó. Giai đoạn là chúng ta đi cho nó để cho nó cung cấp cái dinh dưỡng và nó nuôi trái. Trái này những cái trái mà đang ở giai đoạn nhỏ là vậy là chúng ta cũng thúc trái để cho nó lớn lên, chứ không lên là nó méo. Nguyên cái vườn là đang cái giai đoạn mà giai đoạn nuôi trái, nói chung là cũng đủ giai đoạn hết. Thì bà con cần tư vấn kỹ thuật thì cứ gọi vào tổng đài để hỗ trợ tư vấn cho bà con. Như cái cây này đang bị vàng đúng không? Giờ là chú tưới luôn, nó đang nuôi trái luôn. Chú muốn để nuôi trái thì chúng tưới hết luôn, còn không á thì cây này hạ cái trái này rồi hãm cái đọt nó cao quá ha, nó lấy đi dinh dưỡng. Chúng ta hãm cái đọt nó xuống rồi chúng ta tưới phục hồi lại mấy cây nào nó vàng. Quyện vườn là 800 cây. Mấy cây đỏ chúng ta tưới. Cái này thì muốn ăn nó thì cái này là không, cái đang mang trái là nhớ đang mang trái là không cắt đọt nha. Chúng ta tỉa sơ sơ ở ngoài thôi, không cắt đọt. Rồi ăn xong rồi chúng ta mới xử lý nó, phục hồi nó. Thì mấy cái cây đang mang trái này là chúng ta cung cấp dinh dưỡng nuôi trái mít luôn, chúng ta bỏ vào chúng ta nuôi nó. Đây bà con có thể thấy rằng cái vườn của chú là 800 cây và tình trạng này nói chung là nó hơi trồng nó hơi dày đó chút. Không dày đâu. Ừ, không dày hả? Không dày đâu. Cái này nó còn không mát gì nữa. À, tàn này qua tàn kia. Rồi cái cây này luôn. Đây cây này đang ba trái. Ở giai đoạn này là tưới bộ xô nuôi trái mít vô. Vậy là chiều quá chú xuống chú lấy cái kia khỏi lấy. Cái kia cái siêu phục hồi chú lấy một bộ thôi. Còn cái kia là để chú tưới lấy cái bộ mà nuôi trái mít đó. Chú tưới để nuôi. Cái thằng này những cây này thì đây người ta có làm rồi. Có bài là phải tưới đó không. Rồi. Còn thùng chưa tưới không biết là đạt hay không nè. Nó ở đây là nó cái vườn của nó là lá cành lét ha. Ừ. Rồi cái nào nó như vậy nè. Cây trái hai trái à. Cây hai trái và bành kỳ đúng không? Ừ. Cái vườn nó ít nó hầu bế cái lá cây nó xanh lắm. Rồi, ăn cắm vô rồi. Là cái vườn bữa là chú biết là chỗ anh Diễm là để mua phân là chú thấy vườn bên kia họ xài. Nó chỉ ra xuống đây đó. Chỗ từ giới rồi nói là tại Diễm bên hay gì chứ. Đúng rồi. Nói chung là ông xài đạt, tất cả quý bà con ở vùng cây lậy này họ xài rất là đạt. Mà nên nó cái vườn kia kế bên đó là nó bị chết thì muốn chết hết trơn rồi. Phần 50 còn của nó chết còn hai cây à. Nói chung là từ hữu giờ đi hữu cơ là ok, cái này là tiễn bỏ đúng không chú? Còn mấy cây dưới này là nó bị vàng đó, ha. Nó bị vậy đó, tao mới giờ nói bây giờ nếu mà phục hồi được không? Cái cây này phục hồi được nha. Bây giờ cái trái kia là lặt bỏ giùm con luôn nha. Cây này phục hồi nha, cây nào á. Và chúng ta nhìn cái tầng lá đây, đất ở đây là hơi bị phèn đấy. Coi tầng rễ nó thử bà con. Cây này hôm qua hôm kia giờ có tưới phục hồi nó chưa? Không, tưới phục hồi, tưới dưỡng cây mấy thùng đó, bốn thùng quốc rồi. Rồi ok. Rồi bây giờ con chỉ chú với bà con luôn ha. Khi mà mình muốn tưới phân bón á là mình chịu khó là lấy cái bồ cào á, cào xới cái đất cái rễ lên nha chú nha. Xới lên, xới hết cái khu vực này, cái khu vực này nó đang bị bị mấy cây này. Chú xới lên xong rồi chú tưới cái bộ đó giùm con ha, để nó phục hồi lại cái cây. Tưới không được hả? Dạ. Để tưới mã vòng ngoài này nữa. Chú để tưới thì nó ít thấm hơn. Cái này có bao nhiêu cây đâu. Cái này khi chú tưới chú sẵn cái bồ cào đó, chú cào sơ ra để cho nó xới cái tầng để đất lên, cho nó thấm xuống dưới nó phục hồi cái cây. Cho nó thấm nhanh, còn đi cái phân gì mà tím nữa vậy. Đây là rải cái gì vậy chú? Nó rải dầu với lân. Cái lăng tím hả? Cái lăng mà hạ hoàng á. Cái hột gì tím này. Hột tím là giải 20-15. 20-15. 20-20-15 hả? Ừ, hột tím. Rồi cái cây này con nói luôn tất cả quý bà con luôn, chú ngưng cái phân đáy luôn nha. Xài rồi xả ra cho nó ra. Cái 20-20-15 ấy là riêng về phần mà cây mít á là nó thẳng luôn, là cái phần đạm á đừng có bao giờ đi. Nó số cao nha bà con. Thì đó xương thôi, ta xương là cái như con công chừng gốc thì nhắm vậy chứ đâu có gì nhiều, nó lỡ văng đến cho rải ngoài này không à. Thôi không có rải nhiều. Rồi quý là sau này bây giờ mình ngưng luôn cái đấy luôn nha, không có làm phần đó nữa nha. Có thể mò vô cũng được, cái đâu gì mò ít đâu có nhầm gì. Không. Tao cũng mò nhót như xương để cho nó xanh ấy chứ không gì. Còn